Hai các bạn thì sáng nay cả nhà mình xuống Bao Le để đi chợ Việt Nam mua đồ về ăn. Đặc biệt là mùa này xoài Thái đang vào mùa và giá rất là rẻ các bạn. Thành ra là sáng nay mình xuống Hồng Kông 4 để mà mua thùng xoài Thái cũng như là mua rau củ quả. Thì trên đường từ nhà mình đến Bao Le đó thì mình có mở phone của mình lên mình xem, thì vô tình mình thấy một cái post của một bạn này, post ở trong nhóm của người Việt Houston á. Thì bạn nói là sao sệt thì thấy close luôn rồi, mình chưa kịp đi ăn luôn. Và ở dưới hình là địa chỉ của Khoa Bắc Hot Pot, tức là nhà hàng lẩu của Khoa Bắc mới mở ở Houston đó các bạn. Mình thấy mà mình hết hồn luôn. Mình mới vào mình coi thì bạn đó có để một tấm hình search ở trên Google, thì họ nói nhà hàng lẩu của Khoa Bắc đã đóng cửa giống như vậy nè các bạn. Khi mà thấy cái tin này mình hơi hoang mang các bạn, thành ra mình lật đật xuống mình đọc những cái comment xem coi sự thật nó như thế nào. Và bây giờ mình mời các bạn cùng đọc những cái comment ở dưới đây với mình nha.
Và sau khi mà mình đọc xong hết những cái comment ở trong cái post đó, mình vẫn còn hoang mang các bạn. Bởi vì mình cũng không biết là sự thật là tiệm lẩu của Khoa Bất có sự thật là đóng cửa hay không sau chỉ vài tháng mở cửa. Bởi vì các bạn biết không, từ khi mà cái ngày mà Khoa Bất mở tiệm lẩu á, có rất là nhiều cô bác anh chị em nhắn tin cho mình nói sao con không lại đó, con ăn thử rồi quay review lên cho mọi người biết là nó có ngon hay không, sao con không lại đó quay cái nhà hàng lẩu của Khoa Bất lên. Thì thật sự lúc đó thứ nhất là mình bận, thứ hai là mình sợ đông lắm các bạn. Bởi vì cái thời gian đầu nhà hàng nào mới mở cũng rất là đông. Thành ra trong đầu mình nghĩ là thôi để từ từ đi, khi mà nó dịu xuống, lúc mà nó vắng bớt á, thì mình sẽ đến mình ăn. Không những riêng về cái nhà hàng lẩu của Khoa Bất mà bất cứ nhà hàng nào của người Việt mở thì thường mình cũng đợi sau khi khai trương xong, khi mà tình hình nó dịu xuống hết rồi mình mới đến mình ăn thử coi ngon hay không. Nếu ngon thì mình đến ủng hộ lần nữa. Đó, thì bây giờ sau khi quay tới quay lui mà bây giờ đã vài tháng rồi chưa kịp đến ăn, thì tự nhiên hôm nay lại nghe tin là nhà hàng lẩu của Khoa Bất đóng cửa. Thành ra là mình có một chút xíu gì đó hơi hoang mang, hơi buồn các bạn. Bởi vì trong đầu mình dự định là sẽ có một ngày mình đến đây mình ăn xem nó có ngon hay không, hay nó như thế nào để mà mình biết cũng như là chia sẻ cho các bạn biết. Nhưng mà chưa kịp làm thì hôm nay nghe tin nhà hàng của Khoa đóng cửa rồi. Thành ra sẵn hôm nay mình đi chợ Việt Nam cũng ở gần đây luôn. Thành ra sau khi đi chợ xong, mình nói ông xã mình chạy đến địa chỉ của nhà hàng lẩu Khoa Bất để mình xem coi thật hư nó như thế nào, nó có thật sự là đóng cửa giống như là mọi người đang post ở trên nhóm Người Việt Houston hay không. Đó, và bây giờ mình chuẩn bị mình đến nè các bạn. Ông xã mình chạy hơi bị hố qua một chút á, thành ra bây giờ phải quành lại. Đó, và bây giờ mình quẹo vô nè. Thì từ xa thì mình thấy là đúng là nhà hàng Khoa Bất hôm nay đóng cửa rồi các bạn. Cũng như các bạn thấy quang cảnh xung quanh chỗ đậu xe rất là vắng vẻ phải không? Chỉ có một chiếc xe truck màu đỏ đậu xa xa ở đó mà thôi. Và bây giờ đây là toàn cảnh của nhà hàng lẩu Khoa Bất nè các bạn. Đó, buồn ghê nơi luôn. Có kế hoạch rồi, để bữa nào đến đây để ăn lẩu, để quay video mà chưa kịp làm thì bây giờ đóng cửa mất tiêu rồi. Mà không biết là có phải là đóng cửa luôn như mọi người đang bàn tán hay không nữa. Bởi vậy sau cái việc này mình cũng có thêm kinh nghiệm đó các bạn. Có cái chuyện gì mà mình định làm thì nếu mà được thì nhanh chóng làm liền đi, chứ mà đợi tới hồi mà mình có thể làm thì cái điều mà mình cần làm mình không làm được nữa. Đó, giống như bây giờ nè, lại đây là nơi này rất là vắng lặng luôn, đóng cửa hết trơn các bạn. Chỉ có một chiếc xe truck màu đỏ đậu ở đó với xe của mình thôi. Thì khi mà mình đến đây á, mình bước xuống xe để mà mình xem thật hư như thế nào á, thì ở trong chiếc xe truck màu đỏ này có một cái ông người Mỹ trắng. Ông ngồi trong đó, ông mới mở cửa kính ra, ông nói với mình là chỗ này đóng cửa rồi, không có mở. Thì mình sẵn đó mình mới hỏi luôn coi ông biết không, thì mình mới nói là vậy ông có biết khi nào nhà hàng này mở cửa lại hay không. Thì ông mới nói cũng giống như câu trả lời tương tự mà mình thấy có một bạn nào đó ghi ở trong comment, ở trong post mà nói là nhà hàng Khoa Bất đóng cửa đó. Thì ông mới nói là
tầm khoảng 2 tháng nữa mới mở cửa lại. Đó, thành ra là mình nghĩ cái ông này chắc là ai mướn ổng lại đây để sửa gì lại nhà hàng bên trong nè, ổng mới biết hay sao, tại ổng là người Mỹ trắng mà. Đó, chính ông đó ổng cũng nói là 2 tháng nữa mới mở lại. Thì nghe sau khi mà đọc comment này kia thì mình cũng thấy có một bạn nói là không biết có đúng hay không, là nói là nhà hàng Khoa Bất thì thật sự đóng cửa rồi, 2 tháng nữa có mở lại thì cũng sang nhượng qua cho Vương Phạm mở để làm cái gì đó. Đó, còn sự thật như thế nào thì mình cũng chưa được rõ nữa các bạn. Hy vọng là sau 2 tháng sửa chữa lại thì nhà hàng lẩu này hoạt động trở lại, để cho mình có cơ hội đến đây để mình ăn thử coi nó ngon hay không, cũng như là quay video chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mến chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha. Bye!